Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh review của xe điện Smile. Ngày hôm nay, Khoa sẽ review cho các bạn một cái dòng xe đạp điện mà đang rất hot tại thị trường hiện nay. Đặc biệt, giá tại xe điện Mai chỉ có 9 triệu mấy thôi. Vậy thì, để biết được dòng xe này có điểm gì hấp dẫn thì hãy mời bạn xem qua bài review này nha. Và trước hết, khi review, để Khoa bật mí cho các bạn biết, đây là dòng xe đạp điện New Beer, một trong những dòng xe điện hot nhất trên thị trường và mệnh danh là dòng xe điện hot girl. Lúc đầu á, khi mà mình trên tay cái dòng xe này á, thì mình thấy rằng á, sau chiếc xe này nó rất là màu mè, nó rất là nhiều màu sắc các bạn đó. Nhưng mà khi mà mình chạy thử á, và mình thấy á, chiếc xe này thực sự mà nó rất là thú vị. Đầu tiên á, nói về tổng quan thì chiếc xe này nó sẽ có đèn xi nhan trước với lại cái hệ thống đèn pha bi cầu. Vỏ xe ở đây sử dụng là bánh 14 inch đó. Xe có phục nhúng trước, gắn kèm rổ và đặc biệt là có chống chạm. Tổng quan thì đây là một con xe điện đạp điện vui vẻ. Chính vì nó là xe đạp điện nên bạn sẽ không cần phải đăng ký bằng lái. Và mọi người có thể thấy được là ở đây á, phần đèn chiếu sáng nó tách rời ra với lại đồng hồ, giúp cho chúng ta có thể quan sát dễ dàng hơn. Và các bạn nhìn nè, xe ấn tượng bởi những cái màu sắc rất là bắt mắt và rất là hợp trend. Ví dụ như là màu hồng với lại màu xanh, ở giữa nó sẽ có cái nấc chuyển đó. Và các bạn có thể thấy nè, ở đây là cái phần chỗ để chân của xe. Xe để có chỗ để chân rất là rộng rãi và chúng để được cả một cái bàn chân lên đây luôn, không như những dòng xe đạp điện hay yên truyền thống đó. Và các bạn có thể thấy được là trên cái con xe dòng New Beer này thì nó có rất là nhiều màu sắc. Trên tay của Khoa đang review cho các bạn là cái dòng mà nó được phối màu, phối nhiều màu đó, nên thành ra là ở đây chúng ta sẽ thấy là màu xanh, là màu hồng, màu vàng. Và lưu ý với các bạn nha, đây là phiên bản này là được phối màu trực tiếp từ nhà máy. Xe New Beer này được nhập khẩu 100% từ Trung Quốc chứ không phải là về đây rồi mới sơn lại, thì nên thành ra là cái màu cho nó một cho một cái chất lượng nó rất là đồng bộ, rất là đẹp ha. Xe New Beer thì cái chiều cao của xe là một cái điểm nhấn để giúp cho xe có thể tiếp cận tới nhiều người dùng hơn. Cụ thể là trên chiếc xe New Beer này chỉ tầm khoảng 1m4 là bạn có thể ngồi rất là thoải mái rồi, bởi vì chiều cao yên rất là thấp, chỉ tầm khoảng 600mm thôi. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái chống nghiêng tương đối là nhẹ nhàng và tổng trọng lượng của xe cũng rất là nhẹ nhàng, một tay có thể khiêng lên được. Dòng xe này gắn luôn bình ắc quy là nặng khoảng tầm 45kg. Và chính vì nó nhẹ như vậy nên thành ra là rất là nhiều chị em phụ nữ sử dụng để có thể đi chợ, đi làm, chở con, vân vân và vân vân. Cái khung sườn của con New Beer là một trong những cái điểm độc đáo của con xe này. Bởi vì á, nếu như những cái dòng xe khác thường sơn màu đen, thì đối với lại New Beer được sơn theo cái màu của xe. Và cụ thể trên cái phiên bản phối màu này thì nó được sơn một cái màu bạc rất là đẹp các bạn. Nhìn liền trên đây nó có những cái tem nè, đơn giản nhưng mà rất là hợp lý. Có một cái điều đáng nói là trên thị trường có rất là nhiều hãng New Beer khác nhau và tùm lum hãng hết á, nhưng ở xe điện Smile chỉ phân phối dòng xe điện New Beer, động cơ là 400W và nó là loại tốt nhất trên thị trường, mình dám đảm bảo với các bạn là như vậy. Và với cái dòng xe đạp điện New Beer này thì cái quãng đường của nó sẽ chạy được 40km trên một lần sạc, đi kèm với đó là bình ắc quy 14A. Và vận tốc thì xe sẽ có nhiều nấc vận tốc, cụ thể là có 3 nấc vận tốc và tốc độ tối đa có thể đi được tới 40 cho tới 42 km/h. Đây là một cái tốc độ ổn định của một cái động cơ 400W. Còn nếu như xe động cơ 250, xe động cơ 300 hay là 350W thì sẽ không đi được cái tốc độ như vậy. Các bạn lưu ý vấn đề này nha. Nếu như mà yên trước được nhà sản xuất làm rất là êm ái và chiều cao thấp, hợp lý cho những chị em phụ nữ hay những ai có chiều cao không quá nổi bật, thì đối với lại yên sau, xe được làm cũng mềm mại tương tự và có một cái tựa lưng ở đây. Tựa lưng ở đây giúp cho khi chúng ta ngồi vào, đây chúng ta ngồi vào, thì chúng ta sẽ có được một cái thế ngồi rất là vững chãi. Và cái chỗ để chân cũng to vừa đủ cho người ngồi sau có thể gác chân lên dễ dàng hơn, đây dễ dàng hơn. Ngoài ra thì đối với lại dòng New Beer á, cái điểm ăn tiền của nó chính là cái ngắt thắng. Khi chúng ta bóp thắng nè, xe sẽ không lên ga được nè. Bên đây cũng vậy, khi bóp thắng xe sẽ không lên ga được, còn buông ra thì có thể lên ga được. Cái ga của dòng xe New Beer nó rất là nhạy các bạn, và nó nhẹ nữa. Khi mà chúng ta nhích nhẹ đây nè là nó đã có thể chạy rồi. Và cái cách mà nó lên ga, nó lên từ từ, nó không lên nhanh, nó lên vừa đủ, nó vừa dịu để giúp cho chúng ta có thể kiểm soát ga nó tốt hơn. Đây, mình sẽ quay cho các bạn xem. Có một cái điểm thú vị á, và nó cũng là một cái đặc điểm đặc biệt của New Beer, đó chính là cái chỗ để chân.
chúng ta có thể để chân ở đây là cái chỗ bàn đạp, hoặc chúng ta có thể để chân ở trên đây. Tuy nhiên nếu như chúng ta để chân ở bàn đạp á, thì cũng phải lưu ý rằng là bàn đạp á, nó đạp nặng và nó không có nhẹ như những dòng xe đạp điện khác. Bởi vì các bạn nhìn nè, cái giò dĩa của con Newbie này á, nó ngắn lắm, nó chỉ tầm khoảng là hơn cái ngón tay trỏ một chút xíu thôi, thì thành ra là khi mà chúng ta đạp á, nó sẽ mất lực hơn. Tuy nhiên á, đối với lại những cái dòng xe đạp điện Newbie mà tại Xe Điện Smile bán á, thì bên mình chỉ nha, các bạn lưu ý nha, chỉ gắn bình nâng cấp. Có nghĩa là sẽ có hai loại bình, bên mình gắn bình nâng cấp 14A sẽ giúp cho xe chạy xa hơn. Và đối với lại cái bình nâng cấp này thì chúng ta có thể sạc bất cứ khi nào chúng ta muốn vào trong cái chiếc xe của mình. Ở trên cái mặt đồng hồ á, xe sẽ hiển thị những thông số rất là trực quan, ví dụ như là vận tốc nè, quãng đường nè, hay là thời lượng pin. Cái thời lượng pin là quan trọng nha các bạn, bởi vì khi mà chúng ta đi một chiếc xe điện á, chúng ta cần phải chuẩn bị cho cái việc là sạc pin trước, chứ nó không sẵn sàng như xe xăng. Vì lý do đó nên thành ra là cái việc hiển thị pin nó cần trực quan. Và đối với lại những cái dòng xe chạy ắc quy như thế này thì chúng ta nên nhìn khi mà chúng ta có tải, có nghĩa là khi chúng ta ngồi là chúng ta bạn gai nè, thì xe cái nấc nó sẽ tuột xuống và chúng ta có thể biết được là xe còn lực chính xác khoảng bao nhiêu điện. Và thông thường thì chúng ta nên nhắm thông qua cái quãng đường đi được. Chứ ví dụ như một lần sạc đi được 40 cây thì đối với lại con xe này sáng giờ mình chạy được 20 cây rồi thì mình sẽ còn khoảng 15 đến 20 cây nữa. Đừng nên để quá cạn rồi mới sạc, mà chúng ta cứ sạc chủ động khi nào chúng ta cần. Đó, và các bạn cũng phải lưu ý là chọn đúng loại sạc nha. Đi kèm bên đó là chúng ta để nguội rồi chúng ta mới sạc. Bởi vì khi chúng ta mới vừa đi nóng về á, cái bình ắc quy nó còn nóng, mà khi chúng ta sạc vô thì nó sẽ dễ làm cho phù bình ắc quy. Thì những bạn đi xe đạp điện và đặc biệt là cái dòng ắc quy nâng cấp này nên nhớ cái điều đó nha các bạn. Đây là một cái lưu ý hết sức là quan trọng. Ngoài ra thì đối với ở dòng xe Newbie này á, chúng ta sẽ có những cái tùy chỉnh tốc độ 1, 2, 3 nằm ở bên tay phải, giúp cho cái việc điều khiển nó dễ dàng hơn. Đối với những ai chưa quen thì chúng ta nên đi số nhỏ, số 1 hoặc là số 2. Hoặc đối với những ai đi quen rồi, chúng ta có thể đi số 3 để giúp cho xe nó chạy nó thanh thoát hơn. Thì sẽ còn có phím điều hướng. Ở đây trên cái dòng xe Newbie thì chúng ta sẽ chỉ có xi nhan trước thôi. Hơi khá đáng tiếc là chúng ta sẽ không có xi nhan sau. Tuy nhiên vì là một cái dòng xe đường phố nên thành ra là cái chi tiết đó chúng ta cũng có thể chấp nhận được. Ngoài ra thì xe cũng có cái đèn pha như mình đã giới thiệu ở đầu bài ha. Âm thanh rất là thanh, tuy không quá to nhưng đủ để cho những người xung quanh nhận biết rằng có sự tồn tại của chiếc xe điện, đặc biệt là một chiếc xe điện êm ái như thế này. Trên cái dòng xe Newbie này á, thì á, cái điểm mà hay nhất mà mình rất là hài lòng đó chính là sự an toàn. Nếu như bất cứ ai đã mua qua dòng xe Newbie này thì đều biết rằng xe sẽ có một cái remote. Và với cái remote này thì khi chúng ta bấm khóa nè, đụng vào nó sẽ hú lên các bạn. Đó, các bạn thấy không? Hú lên rất là to, chứ làm cho chúng ta có thể bảo vệ xe tốt hơn. Chưa dừng ở đó, nếu như mà bạn chưa thực sự tin tưởng cái dòng remote này thì ở đây chúng ta sẽ có một cái khóa bánh sau bằng vật lý, giúp cho chúng ta có thể khóa xe an toàn hơn, giống như là bảo mật hai lớp vậy các bạn. Đây, thì đối với lại cái dòng xe Newbie này thì nó sẽ có một cái khóa để gắn vào động cơ. Và chúng ta chỉ cần dùng cái chìa khóa có cái nút màu đỏ ở đây. Cái nút màu đỏ này là cái nút đèn, nhấn vào thì nó sẽ sáng đèn lên. Gắn vào, xoay ngược qua bên trái, đóng lại. Đó, đấy là cứng đánh luôn. Các bạn thấy không? Đó. Rồi, mở ra. Rất là đơn giản. Rất là đơn giản. À, các bạn thấy không? Khóa bánh, lóc bánh luôn nè. Đó, và chúng ta cần phải mở khóa thì chúng ta mới chạy được. An toàn là vậy đó các bạn. Sẵn ở đây á, thì mình cũng chia sẻ với các bạn luôn, đó là vị trí sạc. Trên cái dòng xe Newbie này thì cái vị trí sạc nó nằm ở đây. Và vị trí này là vị trí sạc rời. Các bạn cũng lưu ý là khi chúng ta sạc thì chúng ta nên chọn một cái nơi cố định, một cái mặt phẳng cố định, để chúng ta có thể để cái viên sạc lên, tránh để treo nó lòng thòng, nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự ổn định khi mà cái điện nó sạc vào đây các bạn nha. Kết luận lại thì với cái mức giá trên dưới 9 triệu đồng cho một chiếc xe Newbie đầy đủ chức năng, đầy đủ phụ kiện như thế này, và đặc biệt là chính sách bảo hành của Xe Điện Smile, khung xe lên tới 3 năm, động cơ lên tới 3 năm, thì bạn nghĩ sao về một cái dòng xe như thế này? Bật mí với các bạn thì xe điện Newbie nó còn rất là nhiều màu sắc. Đây là một trong những phiên bản màu đặc biệt. Ngoài ra còn có đỏ, hồng, cam, vàng, xanh lá, xanh ngọc, đen, trắng, rất là nhiều màu. Các bạn có thể truy cập vào trang web của Xe Điện Smile, xedienSmile.com để xem thêm nhiều dòng xe về cái này. Và nếu như bạn nào ở xa, đừng ngại gọi cho Xe Điện Smile và bên mình sẽ hỗ trợ cho các bạn ship hàng đến tận nơi, COD đầy đủ. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ Khoa và đội nhóm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.